Trong ngày 29 tháng 1, đông đảo người dân và du khách đã tập trung về cánh đồng ở xã Mường Cang, huyện Than Uyên, Lai Châu để tham gia lễ hội Lung Tung, lễ hội xuống đồng của người Thái, ghi nhận của phóng viên truyền hình Thông Tấn. Từ xưa, đồng bào miền núi phía Bắc, nhất là người Thái Nùng, đã gắn bó thân thiết với tự nhiên, làng bản, núi đồi, ruộng đồng, nương rẫy. Cho đến nay, nhiều tập quán và phong tục tập quán ứng xử với thế giới xung quanh vẫn còn đậm nét truyền thống. Lễ hội Lung Tung hay còn gọi là lễ hội xuống đồng là hoạt động tín ngưỡng mang tính chất nghi lễ nông nghiệp cổ xưa, mở đầu cho một mùa sản xuất mới tiêu biểu và quy tụ sắc thái văn hóa đặc trưng nhất của đồng bào dân tộc Thái. Trong lễ hội, nhiều nghi thức diễn ra nhằm cầu mong mùa màng bội thu, con người khỏe mạnh, bản làng yên vui, mọi nhà ấm no, hạnh phúc. Lễ hội này là thứ nhất là tức là cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu và con người được khỏe mạnh, con cái sinh sôi, các già trẻ thì được trường thọ bình an. Và cái ý nghĩa thứ hai tức là nhằm gắn bó sự đoàn kết giữa các mường. Thì cũng lần đầu tiên được cái dự cái lễ hội ở tại Mường Cang, và tôi thấy cảm thấy tức là một cái nét văn hóa ở trên này thì nó rất là phong phú. Cũng lần đầu tiên là cuộc đời được trải nghiệm các cái lễ hội ở địa phương. Do vậy là cái chuyến đi này thì tôi cảm thấy là nó rất là vui. Nhân dịp cái đầu xuân mới mà được cái bà con ở trên này thì họ cũng rất là thân thiện đối với những người du khách như chúng tôi lên trên này. Lễ hội Lung Tung gồm hai phần lễ và hội. Trong phần lễ diễn ra nhiều nghi thức như cúng nàng than, cúng thành hoàng, thần linh trên trời dưới đất, cúng thần núi, thần rừng. Phần hội được bắt đầu với nghi thức người già làng có uy tín trong bản đánh trống và chiêng khai hội. Ngay sau đó, đại diện chính quyền cùng người dân bản xuống đồng thực hiện nghi thức cày bừa gieo hạt, mở đầu một năm sản xuất mưa gió thuận hòa, cây cối tốt tươi, người dân được khỏe mạnh. Hôm nay thì các ông chí cũng thấy là cái lễ hội Lung Tung đến thời điểm này thì cũng diễn ra rất là thành công, được đông đảo bà con và du khách tham dự. Thì chúng tôi cũng đánh giá đây là cái bước đầu đã thành công của cái lễ hội để phát triển cái du lịch gắn bảo tồn văn hóa. Được thiên nhiên ban tặng, huyện Than Uyên có những cánh đồng lúa trù phú đẹp như tranh vẽ như Mường Than, Mường Cang. Nơi đây cũng có nhiều sản vật địa phương, hệ thống cảnh quan thiên nhiên như sông hồ, rừng xanh, núi cao gắn liền với những bản làng mang đậm nét văn hóa đặc trưng của đồng bào các dân tộc Mông, Thái, Khơ Mú. Đây là lợi thế lớn để phát triển du lịch Than Uyên, thu hút khách tham quan, trải nghiệm, nghỉ dưỡng.